Okay, so sorry, the acne. Some rapid old technique, young chung nanom at the acne, and be a bit configure NAT failover that brow press dual ISP, little Cisco IS, but then don't brow press Nikon GNS3. Okay, I get tongue than the NAT and get out one more with one got go back done away future NAT. Okay, NAT minita network address translation. Okay. By young years was adapter, get on the net, made a young to a car configure or internal land by young room with a network of long land by young on them at a set the can cry at a set the can internet band and get on the net. Okay, hey, some rabbit old tiny, young the year on P nap die and then not fail over. Next, young configure or young a set the can internet die. Next, and then the person will not move down or take over the nap with it. Young young for ISP dot P dual ISP minita. Young for ISP P, hay group on P dia. Okay, my man ISP mui hay for link bait link P dia. So we chat on dual ISP, good group on P them dog. Okay, hay P link. Né? The ISP mui mà link, ISP mui tiếp mà link. Okay, né? Chạy tôn tên là dual ISP. Okay, là ưu dương chập đàm thơ ca configure thì ọc như tới. Okay, lấy những ba nick vị GNS3, software GNS3. Okay, hay những miền trong diagram này những miền router tầng ọt 4, nè. Router EQ, hay router ISP1 nằm nang ở primary, ISP2 nằm nang ở secondary, rồi cả hai tab backup link nè. Okay, là những khang internet. Okay, lấy xong bây giờ tiếp tục nằm NAT failover thì tới. Okay. Hôm nay nhung miền ở single router mỗi đại đầm nàng ở EQ hay nhung pi miền pi link nè hay link mỗi cứ đầm nàng ở ISP mỗi link một tiết đầm nàng ở ISP pi nè hay khi nông bị ổn nhung mình thực ra configure NAT failover person chỉ link ISP 1 đi down or we take over nè take over mà cắn ISP 2 nè nè lấy cứ chia thạp vào nhau hay không bị ổn nhung miền sửa đặt cắn chuyện cho nó không thạp bằng môi trường luôn cứ còn để dùng press in the way redundancy ni na okay ឥឡូវយើងចាប់ដើមបងប្អូនគ្នាទៅនេះគឺជា step ដែលខ្ញុំបាន summary ចេញពីនេះមក step 1 step 2 step 3ហើយ step 4 step 5 okay ហើយយើង follow ទៅតាម step មួយមួយទៅ okay ហើយនៅក្នុងrouter ទាំងអស់នេះ router EQ ISP 1 ISP 2 ISP 4នេះខ្ញុំអត់បានធ្វើការ configure អីទេគឺតើតើស្អាតទាំងអស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់លម្អិតឲ្យអ្នកគ្នាដឹងថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការដំបូងរហូតដល់ចប់តែម្ដងណាគឺ step by step ចាប់ផ្ដើមតាំងពីការសាន IP configure interface size user list around map ហើយនឹងចុងក្រោយគឺ default route ហើយនឹង dynamic route អូខេ step by step ទៅមកអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការឲ្យបងប្អូនអ្នកទាំងអស់បងប្អូនក៏ដូចជាអត់ទៅអរគុណយល់ឃើញឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើការពីក្រុមមកទៅឃើញឥឡូវយើងដាក់ host name ណាណា EQ អូខេតោះមកយើងធ្វើការ configure interface internal របស់យើងនេះ IP នេះចូលទៅកាន់ interface ហ្នឹងមក this IP address description 1 đặt đầm nàng ở internal land trong cho okay. Okay, mỗi chúng ta ping một căn mà sân ở Windows XP này hay xin bảo Windows XP này cứ nhầm phở Windows XP bật tên đó nè nè ok ok là chúng ta ping một căn IP để nhầm bạn đặt mấy ta score ok score nè okay ឥឡូវខ្ញុំភីងពី router មកកាន់ version as version PC Windows 11ហ្នឹងវិញទៅ okay scroll ដែរនេះ okay ឥឡូវយើងបានដាក់ IP លើ interface នេះហើយមិនសោះ interface 2ទៀតឥឡូវយើងចូលទៅដាក់ទាំងអស់គ្នាទៅ
channel sharp đặt section mới tới thì là những đặt đồng nàng link one thì ISP one này đây. Ok link ISP one đấy link ISP one bên đây. Ok hay đồ sẵn đấy mà đã có thể chuẩn bị một tiết rồi thì môi trường nó sắp thì đã description mới tới thì ISP link to ISP thu trong thì then we go to show IP in the first brief trong đường thang integrating up or down nữa. Ok verify the fact IP đồng tiết ok trở thái ok is a 0 slash 1 ok by ok P. Ok trở thái ok lỡ xong rạp assign IP lỡ router AQ dương ban assign cháu lỡ dương cho bằng căn ISP1 ISP1 ok check hostname mới mà ISP1 cho một căn interface bỏ ISP1 máu về ní copy ok no chat ok đây thì cả ping máu căn interface IS interface EQ đã bị scroll on score ok là dân chung đã IP our interface mới tiết thằng ISP1 ok đọc chữ màu còn đi màu ngoài bán khơi ngọt nha ok là dân số IP interface mới ok lấy dương chô một căn ISP2 quá ISP2 ok lấy chô tờ sang IP area căn IP bộ để chiếu một score on score ok là dân cho mà đã IP ở interface này một chút ok là dân số ok the first file is in slash 0 file is in slash 2 ok try guys ok lấy dùng mình cho mà sang IP ở internet router internet
Okay, lấy score rồi hỡi. Okay, lấy dân cho step 2 nè. Step 1 giờ sign rồi hỡi. Okay, lấy dân cho step 2. Configure interface inside and outside. Nên lấy router execute nè. Xin đọc interface inside đi. Interface này quy định mã hoặc interface inside. Bộ interface nó bị đọc cho mà lên vào dưới nữa. Ok, trong những người như những thứ cài rôn trăm tích tế. Ok, lời này những thứ cài sales sân. Bộ lại đặt xem tới error bạn thử làm bên kia. Ok, sao? Ok, trong những đối với thứ cài rong trăm đi tới của vì hiện dù tí. Okay, là bị đau đấy. Okay, internet interface inside dương văn cùng nọt đấy là dương chỗ tới cùng nọt interface outside mình chết máu. Sau đó interface outside dương bên tìm interface này is roles slash 1 is roles slash 2 internet outside dương chỗ tới interface hồi tiết internet outside này. Thế số 1. Ok, inside. Ok, outside. Ok, outside. Ok, xin lập step tp dương ban cần tìm kiểu rồi đấy. Để tôi cần đừng interface inside, outside. Ok, lấy dương cho một căn step tp với. Thế cái configure set list. Ok, hay để tôi cần đừng set list. Mình miễn phí standard assembly hay nâng extended assembly. Sở đáp Capra standard assembly dương ai xong có thả viết standard assembly bán đó xa assembly number. Ok, hay vì mẹ assembly number vì mình lịch mối lộn lên lịch cài cùng buồn nâng đồng nàng hoa standard assembly. Sở đáp extended assembly cứ đồng nàng hoa number vì lịch mà rối lộn đồng rồi cài cùng buồn. Thế nè. Ok, sở đáp biết ổn ý nhóm phở assembly extended assembly của nhóm phở lịch mà rối. Ok, hay phong mịt ai khi lên vào nhóm cứ mà lên nâng ở sẽ phải căn thằng thì ai ở specific thôi thế cứ trên đây là any net toàn lại nhé cứ nhóm mà lộ mà network nhóm trên tài khoản thì ai any này là đang ở code ai gặp bạn này trên IP này gặp bạn code ai gặp bạn này. Ok thì các tôi đang cài copy create assembly nhưng mình tạm lại như thế. Ok, lấy cho tôi can static 4 nè. Static 4 dương thử ca create rồi mẹ nè. Ok, lấy quay rồi rồi mẹ trong lại đi vì ai dương đặt cho rồi mẹ bao dương. Ok, lấy đặt ISP 1 cho nè tôi mẹ permit. Ok, permit đi trong lại đi. Ok, vì ai dương rồi, number vì lý số nó hốt đó để giúp bản năng của mùi mới prám, 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 qua ISP 1 đến nè 0. Ok, đó mô dương bật cái rộng mẹp 1 tiết xin đọc ISP 2 mẹp. Ok,
case ISP2 a commit dot thing tới thì mark IP address rồi mark interface. Ok, như vậy interface ISP2 như vậy. Ok, tổ mô dương IP NAT, như vậy IP NAT inside sort thấy ra mẹp ra mẹp tổ mô dương đặt mô mẹp ISP để dựng phở mình nhé. Thì ISP1 interface interface trên trên tầm interface này interface đi là IC1 nữa mà. Ok, overload thì muốn get IP IP NAT inside source around map thì ISP2 thì interface thì interface nằm ISP2 overload. Ok, ấy đã tôi nâng ca create around map đồng bày traffic nạn đi chào phải ở lấy cho step trong cáo dương nâng configure default right hay nâng xin rạp router xin kết cáo phía xu dương nâng thử đại nâng mệnh đại xin rạp xu dương nâng configure default right thì ở lấy dương configure default right mong lắm. Ok, trên tạm ghét về nâng hộp bà trẻ vì ai nâng hai phí ní ok, hay em tỏ mẫu dương nâng thử phơ ca cầm nó distance mà trình viên xong mà dùng là tạo nếp bài default bó default right distance mà trình viên cứ lịch môi bởi xanh chỉ ở cầm nó đấy nè. Ok, hay distance mà trình căn đặt tốt lâu nó cứ căn đặt lọ chẳng vì bởi xanh chỉ dương đặt dễ sụt sắp tới bởi xanh chỉ dương đặt distance mà trình căn đặt tốt mình nên thả vì chỉ primary distance mà trình thống vì cứ chỉ scannery rồi có chỉ backup. Ok, hãy trang chúng tôi nhìn nhìn đặt thả và để phố vi cứ lịch môi và sân dìa đạn với ô tô mình đạn đọc chẳng ok, cho mỗi nhóm rằng một tiết đi phố rằng một tiết trên tầm ISP để thế nế vì nế, chắc mình đã lên một phây chắc là nếu nhóm nằm nàng ngói thì primary, anh ấy nằm nàng chỉ scan rỉ nè. Ok ok, lỡ chạy tôn là configure default đó, nhưng chọc hỏi càng dễ dưng lên lỡ issue tóm mất những chỗ mặc căn ISP1, ISP2 hay nền internet dùng những thứ ca configure dynamic drive ở tập ra ISP OSPE thì là đi sẽ mua sân tới của bạn đi ra đó thì là những chỗ tới configure đi dynamic drive OSPE tới chứ OSPE nhiều được mùi nè thì tóm mất những entire network và nó chung với ISP1 ấy thì mình bấy với P network zone và card mask ok, trong mắt area 0 ok, network mới tiếp đọc nhé ok, 0 ok, và card mask máu ok, area 0 nè ok, tao mong dùng chung mà căn ISP2 giờ OSP ở đây, area 5 network nè SVS1 ok Advertise Network Server User ok một tiếp đọc mối 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 slash bao nhiêu nhé đoạn năm pi hai trăm bảy đón trượt sâu ok thì area sẽ đổ đài máu ok tóm bao nhiêu cho một căn internet thì mở sân ok lấy cho một căn internet router OSPF one network dot 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 so one card nó ở đây sẽ ở đây web là mỗi là mỗi là mỗi chữ số thì anh sẽ ở đây sẽ đó ok đây chạy tôn nâng internet dương
Ethernet Web 3 nè, chẳng đụng về một chiếc. Okay, now you can watch us and see it. Let's see what's in. Okay, now you found the full net full loading done and now we score here. Okay, let's see what's in. Okay, now you saw IP right. Okay, lấy cái phong là lớn này vâng này, pi này vâng này, pi rồi pi hay là pi rồi bảy này, pi rồi pi hay là pi rồi bảy này, squat này hay. Okay, lấy nhầm số pi đó là ISP one. Okay, lấy lớn này vâng pi rồi pi này, hay là đọc môi chữ đọc môi này, này vâng này, này bỏ internet này. Okay, lấy nhầm số ISP two. So I can run. Okay. Maybe learn block to dump. Block to dump on it. A P dot P. Okay, P dot P on it. Okay, let him show my gun IQ. I will learn. Okay. Show you for the four round. Okay, lấy những thứ khác testing ping vì Windows HP mà can internet ta bị tao. Ok, lấy những thứ khác ping đó nè. Ping 7.7.7.100. Ok, lấy những chỗ mà router IQ hay những verify đồng tiếp. โซ่โซ่ฟังสงสัยยังอะไรที่โบราณเขาโอ้คอมเมนต์อะไรเนี่ยไอพีเขาอ่ะโอเคมาเมอร์สันจบปีเลยไป Try hai. Okay, try. Okay, anh ấy vừa verify nữa. Okay, lấy dùng mơ ra mẹ bỏ dễ dàng. Số ra. Chào một số đơn nữa nha, vì mình bằng hát thì chạy mơ tới mình bị ẩn đài đấy. Nên có mọi gì thử mất đà đà mộng. Chỉ chọn đơn gặp bị khôi đấy nhá, nhưng chưa cho lời nhận tích. Okay, là phim nát số mẹ phải ISP 4. Interface. Thời hái overload. Ok, thời hái. Ok, press 1 cm. Ok, okay, thời hái. Cho mà check IP lên internet xem. So
Okay, anh ấy đặt sao thì riêng ở toàn bạn đã interface lúc bé cái này chứng dụng phiên cho score. Ok, này score là thế nhé. Dựng phiên và sao cho bạn đã interface lục vẽ cái này. Ok, là dựng thử cam phiên nó đi nhé. Score này. Ok, là dựng sắp làm score lấy. Ok, là dựng chọn đơn thang vì đa tam ISP môi nè nè. Cho mới nè, nhưng cầm nọt vì ok, là dựng đặt step đi phòng môi. Testing and verify. Testing connection. Testing connection and verify. Okay. Okay, lấy dùng trong đơn muốn nâng những cụm nốt distance matrix này để for right ha oi anh chỉ primary nè link nè primary ta vi bật bật chỉ primary main on nè. Ok, hay anh ấy chỉ secondary ta cho mới p là nhóm ping vì tới vì IP bao nhiêu mà sân HP đi ta bị đau tạm gate vì mình hả và sân chỉ bị đau tạm gate vì mình đi chụp lại đau gate vì mình đi mình tham bị khó hỏi của dương đồng đời gọi đau tạm gate vì đi của dương cho vì chụp lại mà lấy nhé thì là những thứ cả treasure này còn mình treasure nó mới chọn đơn thá bị đau tạm lấy nè ok treasure tại vòng vấy tại internet vòng vấy buôn đồ thầm bữa nè thầm nhé đó này cười nhé nè cứ vì chân bị gate IP mà ní vì dùng ping tới căn phòng bấy đi tracer tới căn phòng bấy bốn đồng chẳng kể về với đa tam nhỉ ba tứ kể về ní chọn căn kể về ní to mẫu cả nhé cái đa tam liền nhỉ mà đo này nhỉ cả nhé đi kể về nữa bảo trợ sau đây anh ấy cứ chỉ kể về bỏ anh nhỉ học lịch ai thì đi đa chẳng tam kể về internet kể về bao giờ hết chụp tam đa tam public IP cái đối chiếu kẹt về bỏ ISP này cái nhé hãy đa đo này cái nhé chẳng việc đa tam liên đi hè đa tam liên này chẳng dân cầm nó distance matrix này để vô ra cứ bật chỉ trong trời mềm okay. Có mốt cho mới nhóm đồng thời ca đi đi cần đấy liên đi ta đa tam kẹt về đi ọt nè ok liên đi bị ọt ok lấy nhóm chọc đam thời ca disconnect liên nâng trào mùi nè ISP ok lấy nhóm cho thời căn interface nâng ok nếu mở vòn sắt đám nữa cho mơ nhưng đã đi pin chào tới ok đây nhưng mà căn không phải không phải bốn đó ok tá này đã pin chào tao có nhưng sắt đám là nhưng mà này không được phải nữa sắt đám chấp đảm việc phải tham ai kìa ok hay nhóm xung bình chạy này thật ổn nền tích chạy tôn tên nâng ổn bộ cầu bất ổn về đài nhóm sạch đóng liếm viên nâng rốt tật căn link tp liếm nế backup link liếm nế bộ hành ích đòi xa tại dương phở chiên S3 cứ sạch đóng liếm đặt trên đời sân này chẳng dư tỏ dương cho tật clear nát biếm nế để số cho tật clear nát nế mở lấy nhóm số IP nát transition nâng mới bị chọp à trá nế thì ổn nền tích ok lấy những clear ok chỗ từ clear clear IP NAT translation cài nhé vừa rồi bây giờ nhóm clear clear nhưng mà bị đá đó chẳng đến đây xa ta có oh sorry nè nhóm clear này lợi xu nè nhóm nhóm số IP NAT translation ok tại sao ta lấy vị chọc lực ở vị chọc connection môn vị clear trên vị NAT table chứ mà này về để chúng ta sạch bảo là primary tới
vì ăn load task scan đấy để sang tới vì job nè NAT Failover nè anh chứng ở có nó trong GNS đi vì ở đôi bật bật mà 100% ấy chứ nó về để chứng thử ổ có mà đặt sai nó liên về nó tới căn backup đến thôi chứ primary vì mà cái lại ní tỏ chứng clear vì sẵn á mà chứng clear nè clear API NAT transaction bởi lúc bạn NAT chào translation hay chứng cài yeah sorry họ clear chứ mà bị đá cái là giờ mới nhưng mà bật cái hay bao nhiêu đoạn chuyện đó có những khi mặt trăng vòng quay bộ đoạn đoạn tiếp đoạn thì okay, số hai tiếng hát clear IP NAT transaction ok mời nhập số nó tiếp ok anh nó chọc đá là sao tại vì ở toàn clear GNS read hiện bản tính ok lấy nhóm thơ cả reload đi thưa ca app đi đăng lý sân chấm của bạn testing on đã học nghiệp khơi bắt bắt cóc ok đi zero slash bond nè nấu sáng sân cho mở số IP NAT transaction số IP the first bit ok app ấy lấy ok lấy nhưng sẽ bị đốt một sẵn ủa việc là IOS đã rồi ok tầm bắt vi thở đai ấy phụ còn giờ đi ai ở đây đa số chẳng hạn ok lấy cho mấy nhóm sợ đi đi lỗ đi làm bình mấy đai mấy còn là nhóm sạch đáo nó nhưng mà lấy nhóm nấu sạch với nhé đó máu chẳng hạn là ai ở đây đa số ok này đó kia lỡ bị đau quá nhé để xa ta muốn nâng nhưng mà check mơ khổng IP thì có nhưng chỉ lòng ta sắp down interface này ISP ấy nè nhưng chỉ lòng ta sắp down interface này nè ok để phía sắp down tới dùng ping tới mình score đó là gì ok ok chẳng đến chỉ dùng chất tập chỉ dùng ping mình ping ở score bị đặt đắt kia lỡ nhóm mơ mơ lòng tiệt nhóm nằm phải hàng thì có cái gì nè kia lỡ bị đau ok chứ mới nhóm treasure có biết
lâu nhôm nhung sạt down link này nè một nâng nhung chỉ lòng thì sạt down là đi ạ sạt down sạt down interface này chẳng đồng về chẳng tới bị error thì chờ squad ok lâu bị đau tao này chỉ primary nè IP nè ok thêm tao nói nhưng mình sạt down interface nên lỡ đau tao xu ní nè mình sạt down lần này chỉ lòng ok lấy nhung chỗ mà can lấy nhung ba cái này pin chào chẳng tới ok lấy nhung đã pin cháo ok to mới nhưng mình nâng nhung đường chôn mà sạc down interface này primary này thì mới bia bị take over mà secondary đó đấy ok lấy nhung chôn iq này ok này to hình trăm nữa này nhung chôn một căn interface primary này interface này ok slap one mới nhóm sạch đó về đây nhóm sạch đó thì mới condition bằng hai này đi chịu đảm đạt chứ nè ok đạt chứ là vì đa chơi để xa ta vi trăm nè vi trăm IP address center body để xa ta vi trăm mà nè nè chẳng nói xa ta nơi khả nông chuyên S3 bê khlát vi error vì xa ta vi ọt clear nạp thể bố nè to thì dân cho ta clear đọc bê ổ bà có bất còn là dân đạch ở link liếm đạch link liếm vi take over mà nè chẳng nói khả nông chuyên S3 vi mình phải nhạc tui là ổ lắm nè chẳng to dân cho ta clear nạp thể bố nè ok là mình dùng clear clear với tạp nè IP address translation guy nè mình clear ok nè còn là nhóm clear viếm cho mình hai vì ở clear nè là sao tại nên không chuyển S3 vì miền phản nhà thì tụi những cái này to tạ cho chứng restart router nâng rồi môi dịch clear nạp thêm bộ chữ tới trong việc đá chứng đó nè nhé đọc bê ốp con mình tên vì ở chân nè vì auto clear dân làm đồ chẳng lắm còn là dân clear viêm tới việc đá liền chẳng hạn này kể lại dùng số mở IP NAT transition dùng nó translation ok cái nhé chứ vì clear IP rồi bay ní vì chúng nó đã IP rồi pin đi vậy nhé tại sao nhóm phải của mình clear vì ok hả lấy đa tam link đi pin đi vậy nhé ok anh ấy đáo nữa nè chẳng bị đa tam đi vậy chẳng nhóm chọn đơn hai vị đa một đá này đó khi còn track mở tới transition không bay cái nhé vì đa mà lại pin đi vậy trọng lắm ok hả cái nhé đa mà đa mà chống mẹ này lăng thì primary vậy nhé vì đã tao đi vậy nhé rồi sang thành đi tao này cái nhé đó cái nhé mở IP ạ ok một nó bị đa tam IP nè vì rồi bây chút môi chút vì nè đa tam này nè chẳng lẽ bị đa tam đi vậy nhé ok lấy cho mới nhóm app này với nhé nhóm app ở đâu từ interface này với nhé nhóm cho tới app với nhé rồi cái data nào về lấy cho mới nè một p đà này down data này với nhé get về với nhé ok cho mới p đà này app cho mới cái data này với nhé nè hay nhóm clear nào transition đấy để sao ta ok rồi mới nhóm no chat ok lấy nhóm xin chào ok nổ sẵn ok lấy cái này thật đào thế lấy nhóm trôi tầm show IP nha translation ok lấy cái này thật chập à lịch đi dành đá chẳng lấy mình clear đi ở tí dành đá nếu cái sao ta chia là sri là payment ten bạch clear chứ nên coi từ clear chứ ngon ok ngọc bay đi nhé ok chắc chắn anh track mở đằng á
password máu vì máu bầy với nhau nhé hình nhé chẳng vì app về đại link app với muốn nâng link down chẳng vì take over mà link DP này chẳng là về link này app vì lại mà link đi mình ok ní cứ chỉ thả bài cháu nhập về đại diện configure NAT Failover nhé ok hay tạ tôn cần nâng ca configure NAT Failover cứ mình tập phần nâng đi nhưng sẽ không ra nhạc ở khí follow với đầy nhóm bằng bằng hai nhạc ở khí tới tam step by step tới ok đi step by step chứng nhạc ở khí đang ai chơi bàn này hay là đi cứ chưa video đại mình sẽ đạt một khăn ok nơi group tab bàn nữa tại tab tab phía này ok hay chọc tay phần nắng hay so nghe đọc nghĩa chui like comment cái đôi chữ subscribe từ lâu video được bao nhiêu phó nick youtube channel đúng không my Cisco learning thứ nè đọc nghĩa con cron tại chỗ một can youtube ok chạm cái gì đấy để sang tận dụng bài web browser ok nick cron tại nè đọc nghĩa chỗ một can youtube hay vài việc tha Cisco My Learning tới nâng kênh channel bao nhiêu khe lấy trăm lét cho nhóm và hãng chẳng chui cầm thích subscribe phố like comment và đồ chia approve từ lâu mai video bao nhiêu phố làm bây giờ nhóm cài xin lỗi video là căn ta miền xa lại nét kê lấy nhóm cho YouTube dẫn làm bây nhóm phố một channel làm thích tới nhưng phải bị ta Cisco máy lên đó đó cái còn là phải bị ta Cisco máy hơn thì nè nhưng mà ok nè quy trình phê lý vào nhóm Cisco máy group hay nè quy trình channel nhóm máy Cisco learning nhé cho nên là họ chơi đồ đó thôi nha video chờ nó cho nên là tao đi ăn lên gì vậy mà ok 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 complete your subscribe to box.